Siêu nhân đúng không? Ôi, ôi, siêu nhân được nhiều nhỉ? Lớn vào của em đúng rồi, của chị này chị được ít ít lại rồi. Ôi nhưng mà to. Nhìn này chị có này. Ơ, em không có à? À, hay bây giờ không? Nhưng mà nhìn cái chị to chưa này nhỉ? Ô, sao con của chị to? Này, chị cho bé, cho cái to hộ cho. Hồn thế. Có chị hết. Bé mà to hồn kinh. À, hả? Lúc mà chơi chung với người thử cái xe cũng được. Thế nó nào hết thì hai mình để chơi thử nhé. Sushi, ô sushi có hình con cá này. Wow, sushi ơi, nhìn đẹp chưa? Em nhìn từ đâu rồi? Ô thế à? Chị tưởng chưa biết nên chị mới rủ em ra đây chơi, sao đến nay em ở đây còn chưa đẹp chứ? Không gạch nhá. Nào chị mới xu nhá. Wow. Ôi, trời ơi, con chị bị tuột rồi. Cái của chị có khi không xịt là cái của siêu nhân rồi. Wow, nhiều chưa này? Siêu nhân đúng không? Ôi, siêu nhân được nhiều nhỉ? Lớn vào của em nó nhỏ. Đúng rồi, của chị này chị được ít ít lại rồi. Ôi, nhưng mà to. Vậy, wow, hiểu chưa? Su, vậy, Su nhiều nhở? Có cái bé của Su hay, lần sau chị mua cái bé, chị mua cái to rồi. Quay này, đây này, đi. Này, Su nhìn này. Ô, con chị này quay ra này ơi, được chưa? À, ui, Su nhìn, ô, chị ít chờ nữa. Ít thật. Wow, hôm nay Su có đi đâu không? Không. Yeah. Này, tối đi sang nhà chị làm bánh đi. Chị mới học làm bánh ấy. Tối nay sang nhà chị làm bánh không? Thôi đi. Này, thôi, đi về đi. Về nhà chị làm bánh đi. Nhà chị đã mới mua lò bánh ấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.